Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bà con hú hét vì Triệu Lệ Dĩnh hóa mỹ nữ dân tộc xinh hơn hoa. Dàn sao nhí được chị đẹp tặng quà cũng gây chú ý. Bộ phim mới nhất mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đã chính thức đóng máy. Sau 5 ngày quay nhanh như chớp, phần phim Đồng ruộng hy vọng trong dự án khủng Felmax Grid đã chính thức đóng máy. Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải bức ảnh chụp cùng các sao nhí vô cùng đáng yêu, thế nhưng lại chiếm trọn sự chú ý nhờ trang phục dân tộc, yêu kiều hiếm thấy. Đây thật sự là dịp ngàn năm có một mà khán giả có dịp chứng kiến, không còn thướt tha trong y phục cổ trang cầu kỳ. Giờ đây Triệu Lệ Dĩnh trông càng chất và gần gũi hơn với tạo hình cô gái dân tộc. Khi tham gia Đồng ruộng hy vọng, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên để mặt mộc, để hòa mình vào không khí của bộ phim. Tuy nhiên trong bức ảnh, nàng tiểu hoa còn len lén mặc thêm những sticker đáng yêu, cạnh các sao nhí, dù là 8X. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng rất biết bắt trend đấy nhỉ. Bình luận của khán giả về hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh, chỉ gắn cho mỗi bé một sticker siêu cưng. Sao quay nhanh quá vậy? Triệu Lệ Dĩnh dạo này năng suất quá nhỉ? Nghỉ ngơi tốt nhé chị ơi. Ôi hiếm thấy Dĩnh trong trang phục dân tộc, xinh quá đi. Đôi bông tai, tổ trạng nhìn buồn cười quá, nhưng Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình này cũng xinh quá rồi đó. Đồng ruộng hy vọng chỉ là một phần phim nhỏ trong dự án lịch sử Felmax Grid, quy tụ hơn 30 diễn viên đình đám showbiz. Bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh khai máy hôm 16 tháng 3 và quay xong chỉ sau 5 ngày. Góp mặt trong Felmax Grid còn có nhiều cái tên nổi tiếng khác như Phùng Thiệu Phong, Trương Tử Di, Đặng Luân, Với Nhất Bác, Thành Nghị, Viên Băng Nghiên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.